mỗi ngày. Súp ốc heo tóc tiên, nếm là mê, ăn là ghiền. Mến chào các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Đầu tiên, phần ốc heo khi mà chúng ta mua về thì quý vị lấy hết cái phần gân máu của ốc heo đi. Sau khi mà quý vị chúng ta đã lấy sạch cái phần chỉ máu của ốc heo rồi thì chúng ta sẽ ngâm trong rượu trắng từ 5 tới 10 phút giúp cho ốc heo khử được mùi tanh. Phương Hương sẽ bắt lên trên bếp một cái nồi để chúng ta chưng ốc heo. Cho vào đây là nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto heo và một ít tiêu để tăng thêm mùi thơm cho cái phần ốc heo. Cho gừng để mình giảm cái độ tanh của ốc heo không á? Chính xác luôn đó Minh Phương. Nước cũng đã sôi rồi Phước Hưng ơi. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cho phần ốc heo vào chúng ta chưng cách thủy nè. Chúng ta sẽ chưng cách thủy ốc heo với gừng giúp cho ốc heo khử được mùi tanh và thơm ngon hơn. Thời gian mà chúng ta sẽ chưng ốc heo là bao lâu? Chúng ta chưng với lửa vừa từ 10 tới 15 phút là ốc heo chín rồi. Chúng ta sơ chế đến cái phần nấm. Phần nấm kim châm này Phước Hưng sẽ cắt ra thành từng đoạn khoảng 2 cm. Còn phần gừng này Phước Hưng sẽ cắt chỉ nhuyễn để chúng ta cho vào súp. Bây giờ thì phần ốc heo cũng đã tới thời gian rồi. Chúng ta sẽ lấy ốc ra nào. Đặt một cái nồi nước dùng gà lên trên bếp để chúng ta nấu súp. Đầu tiên chúng ta sẽ cho gừng cắt chỉ vào nè, nấm vào luôn. Cho phần cà rốt chúng ta đã cắt chỉ nhuyễn vào đây luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ nêm 2 muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto heo, 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1 muỗng cà phê đường. Và bây giờ chúng ta sẽ khuấy đều. Phần bột năng thì chúng ta sẽ khuấy với nước lạnh cho nó loãng ra nè, để chúng ta làm độ sánh cho phần súp. Bây giờ thì phần nước dùng gà cũng đã sôi trở lại. Phước Hưng sẽ sử dụng một cái trứng gà, chúng ta sẽ đánh tan, cho đều vào. Khi mà chúng ta làm súp thì chúng ta sẽ cho cái vân trứng lớn thì giúp cho cái món súp của mình sẽ trong hơn. Khi ăn thì sẽ cảm nhận được cái vị trứng sẽ rõ ràng hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cho bột vào từ từ thôi và chúng ta sẽ khuấy đều. À, cho từ từ để chúng ta canh cái độ sánh sệt của súp mà chúng ta mong muốn. Đúng rồi, cuối cùng Phước Hưng sẽ cho phần tóc tiên vào nè, đánh đều ra. Chúng ta sẽ cho phần tóc tiên vào sau cùng để cho tóc tiên không bị nát. Bây giờ chúng ta đã chuẩn bị sẵn một cái tô súp rất là đẹp rồi nè. Cho phần ốc heo lên nè, wow rất là ngon. Trông nó hấp dẫn hơn đúng không Phước Hưng? Đúng rồi. Có cả trứng bách thảo nữa. Cho lên đây một ít tiêu nè. Món súp là chúng ta cho dầu mè nó rất là thơm. Rồi chúng ta ăn kèm với một ít nước tương Phú Sĩ kèm với một lát ớt này sẽ rất là ngon. Súp sóng sánh, nóng hổi, húp một hơi là cảm nhận ngay vị thanh ngọt từ tóc tiên tan đều trên đầu lưỡi. Ốc heo béo béo, trứng bách thảo bùi bùi, dai, thơm, dư vị động lại thật khó quên.